Hello cả nhà. Hello cả nhà. Lâu lắm rồi, chắc cũng phải 2 tuần á ha, mấy mẹ con không có ra vườn để mà thu hoạch ngoài vườn nha cả nhà. 2 tuần nay mưa ha chị Đình ha. Dạ. Ngày nào cũng mưa hết cả nhà, cho nên là mình không có đi ra ngoài vườn được á. Rồi, hôm nay thì hai mẹ con sẽ hái một vòng vườn rau nhỏ đằng sau nhà mình nha. Thì trên vàng này á là mình có cái nè, dưa leo trắng nè cả nhà. Cái loại này năm nay mình trồng nó rất là ngon nha, nó giòn và nó ngọt. Đây, ở dưới đây có một trái to. Em ơi, con nghĩ con vô con cắt trái đó đi con. Okay. Bước vô trong đó luôn không sao đâu. Rồi okay. Vô cắt đi. Cẩn thận nha, nhìn cho kỹ coi chừng có rắn nha. Nhưng mà mày nghĩ ở đây bữa giờ nó không có đâu. Tại vì mình hay đi ra lắm. Rồi bước vô đi. Ồ, cái bông của mẹ không sao đâu. Kệ đó, để nó đi. Năm sau nó mọc lại. Nó giống gừng quá ha. It looks like ginger, right? Ừ. Rồi, cắt cái trái đó đi. Ui, nó bự lắm luôn á. Nặng không? Đau dơ lên thôi. Từ từ, còn trái trong kia nữa kìa. Rồi, đưa đây. Wow, ui, nó chắc nụi luôn nha cả nhà. Đây, đã nghe chưa? Cái này nó chắc nó hơi già. Thì mình chỉ gọt cái thịt ở ngoài mình ăn thôi. Rồi, để mẹ coi coi. Hình như còn trái. Kìa, trái bên đó nó muốn già rồi. Hái trái đó luôn đi con. No, ở đây nè, right here. Thấy không? Phải chừng gai nha. Cái loại này, cái trái thì của nó thì không có gai. Nhưng mà cái lá với lại cái thân này thì có gai. Còn con trái bên kia nữa kìa. But I can't reach it. No, no, right there, right there. Đó, nhìn thẳng vô. Đó, thấy không? Thấy không? Đúng rồi, trái ngay đó đó. Cẩn thận nha con. Chưa? Rồi, đưa mẹ coi. Ui. Rồi coi, bây giờ gì nè. Đây đây. Ui, trái này nó bị sâu rồi. Không sao, mình cắt mấy cái chỗ sâu ra mình ấy nha. Rồi. Trái này nè, con. Đây đây. Đây đây mẹ cắt tới không? Nè. Con vịn cái đít đi rồi mẹ cắt cho. Vịn cái đít tới không? Rồi. Rồi, bỏ qua đây. Ôi, bên đây còn hai trái nữa nè. Rồi đi qua đây cắt tiếp. Qua đây. There's one over here. Hả? One over here. Bên đây còn trái nữa hả? Yeah, there's one over here. Đâu? Nó dài, come on. Nó dài dữ lắm luôn. Ôi trời ơi, đúng rồi. Rồi đi vô cắt đi. Rồi. Nó dài thòn lòn luôn á hả? Cẩn thận nha con. Cầm cái trái ở dưới lên. Nó bắt đầu nó héo dần rồi nè cả nhà ơi, chắc nó cũng sắp hết mùa rồi. Ui chua chà, dài quá trời dài luôn. À, phủi nó đi, phủi cho nó sạch đi rồi mình bỏ vô cái rổ. Cái ổ dưa leo trắng này á, nhìn nó rất là giống ổ hoa của mình nha. Ừ, rồi đi qua đây con. Rồi cái gốc ở bên này còn được hai trái nữa nè cả nhà. Đó, gốc bên này nè, được hai trái nữa nè. Bỏ vô đi con. Rồi đi qua đây. Ồ, sẵn mình hái một ít ớt luôn. Con có hai trái kia trước đi rồi mình hái ớt sau. Okay. Được chưa? Cái loại dưa này nó rất là giòn và ngọt nha cả nhà. Ê, cắn cái trái đó luôn con. I know. Ok. Rất giòn và rất ngọt nha cả nhà. Ăn sống hay là mình xào gì nó cũng rất là ngon. Năm nay mình trồng được cái loại dưa này mình thích hơn là những cái loại dưa kia, dưa xanh kia. Ở dưới gốc thì nó bắt đầu nó vàng lá, nhưng mà mình thấy ở trên những cái đọt này đó thì mình cứ phải dắt cho nó leo lên vàng nha cả nhà. Phía bên này thì nó cũng leo lên vàng rồi nè. Đâu? Oh, mẹ kêu con cắt trái này nó hơi non rồi, thôi kệ, ăn luôn đi. Ừ, nó cũng bị một lỗ sâu rồi nè. Đó. Nhưng mà nó rất là giòn nha cả nhà. Đây, được một giỏ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua tới hái cà, xong rồi tới đậu đũa. Cái vàng đậu đũa của mình năm nay nó cũng lên nè cả nhà đó. Bữa giờ không ra hái nó bị nhiều cái già quá trời luôn rồi. Cái này là ớt ớt hiểm hay là ớt Thái Lan gì nè cả nhà. Ớt Thái gì nè, rất là cay luôn á.
Rồi hai mẹ con sẽ hái. Ở nhà mình thì có mình ăn thôi à. Ông chồng ở không ăn, cho nên mình trồng. Hồi năm ngoái mình trồng 5 bụi 5 cây chứ quên. Năm nay thì mình trồng có 1 cây. Đó. Nó đỏ nó đẹp quá ha chị Đình ha. Yeah. Ừ. Rồi hai mẹ con sẽ hái ớt nha cả nhà. Kiếm được con ve sầu nó bị chết rồi nè cả nhà, nó khô luôn rồi. Ồ chắc nó lột vỏ đó con, hiểu không? Đây hái được có một ít ớt rồi cả nhà. Rồi chị Đình, con nó có lột vỏ. À, thôi giục đi con, giục đi. Rồi bây giờ mình đi qua mình hái trái cà tomato cho mẹ nè. Cái rau muống này chắc để vài bữa nữa. Nè, ôi trái cà này nó chín quá rồi, hái trái cà này cho mẹ đi con. Chị Đình cắt cái trái cà này nè. Đó, cái trái cà đó đó. Ừ. Rồi bỏ vô. Nhìn mắc cỡ. Ừ, cái loại này cái màu xanh xì bà gì đó. Rồi, rồi con cắt mấy trái cà đỏ bên này luôn đi. Nguyên chùm được thì cắt nguyên chùm luôn đi con. Ôi, thôi bỏ trái đó đi, lấy trái khác đi con. Ôi, mình để mấy bữa nay mình không ra cà nó hư hết luôn rồi cả nhà ơi. Rồi, lấy trái nào được thôi con. Ok. Nào là hình như mấy này chắc chim năng quá ha. Dạ. Yeah. Nó bị ấy hết trơn rồi. Lấy trái màu orange mà trái nào. Ô, có cái trái là hình trái pear nữa nè cả nhà. Mình coi còn trái nào nấy. Cái này mình không hái nó chín quá luôn rồi nè. Đó. Trái phe nó cũng nứt hết trơn rồi. Có con gì hả con? Wasp. Ừ. Trái phe nhìn dễ thương ghê nè. Ok. Ui mấy trái này thúi hết rồi. Ok. Ui. Nó lọt xuống đây rồi. Rụng hết rồi hả con ha. Bây giờ mình để nó. Thôi đừng ấy vô. Ừ, nhiều khi nó có. Nhiều khi nó có rắn đó con. Giục đi, giục trái này đi. Nhiều khi nó chín quá nó thúi à. Rồi. Bây giờ mình đi qua tới bên này nè. Đó, bên này còn nhiều trái nè con. Ừ, cắt đi. Cắt hai cái luôn. Rồi để mẹ quay bên đây cho cả nhà xem. Mình sẽ hái cái trái bầu, cái con bầu con thiên nga luôn nè cả nhà. Đó, cái trái này là nó mọc ra trước nha, thì mình sẽ để cho nó già để mình lấy hộp lại nha cả nhà. Thì mình bữa nay mình sẽ hái thu hoạch cái trái đó với lại một cái trái này. Có một trái bên này mình mới thấy nó đang treo toàn ten nè. Đấy trái toàn ten. Trái này đẹp quá chị Đình. Ồ, con bị đau bụng nữa hả? Dạ. Ok. Wow, nhìn cái trái này nè cả nhà, nó đẹp ghê luôn á. Ui chỗ nó nặng lắm luôn nha. Ui chà, chắc phải. Ui, cái dây nó không biết nó chịu nổi không ta. Wow. Rồi, bên này thì đậu đũa. Đó, đậu đũa đây nè cả nhà. Đó. Rồi đi vô hái. Hái cà tím luôn nè con. Đi vô hái cà tím luôn. Con cắt một trái bầu này trước đi chị Đình. Cắt trái bầu này đi. Đó. Ừ, trái bầu đó đó. Cắt đi để mình vô mình nấu canh. Coi chừng con đạp lên cái dây của nó hư á con. Được không? Cứng quá không? Được không con trai? Cứng quá hả? Để đây mẹ cắt cho. Rồi, nặng không? Nặng dữ lắm luôn. Nó nhỏ mà nó nặng đúng không? Tại nó chắc á. Đây. Úi dạ dạ. Chắc phải đi vô lấy thêm một cái vỏ quá. Rồi. Đau bụng. Rồi để mẹ hái cho. Đây, mình sẽ hái thêm cà nha cả nhà. Cái loại cà màu cam này nè, nó rất là ngọt luôn á. Cái màu cam này nè cả nhà, đó, nó rất là ngọt.
cà nó màu vàng này nha nè cả nhà. Đó, mình sẽ hái nó luôn nha. Ui chà, nó cứng quá. Rồi. Chết cha, nó bị gãy cái cánh nhánh này luôn rồi. Màu vàng rất là đẹp. Bây giờ mình để đỡ ở đây đi. Rồi, mình hái tới trái này. Ở dưới đít nó màu rất là dễ thương nè cả nhà. Nó vàng mà nó có màu đỏ đỏ ở phía dưới. Rồi, mình sẽ đi qua bên đây. Ở đằng sau bữa giờ mưa, hai tuần nay cỏ nó cao quá, nhìn thấy ghê quá. Rồi, hai trái cà. Bây giờ mình sẽ cắt cái trái này luôn nha cả nhà. Thằng nhỏ nó ngứa quá, nó đi vô nhà rồi. Bây giờ mình cắt cho nó lọt xuống luôn. Cắt cho nó rớt xuống luôn nha. Đó. Và nè, đẹp ghê chưa. Ui trời ơi, nó nặng quá trời nặng luôn. Mình cũng vừa mới cắt xong một mớ cái rau mồng tơi này. Mình để nó bị nó leo dài quá, nó cũng hơi già nha cả nhà. Mình mới cắt được có một góc phía bên này nè. Đó. Vô cắt vô được một ít đọt, cũng rất là nhiều luôn á. Rồi qua đây thì bên này mình đã thu hoạch hết cái su hào hôm bữa cả nhà. Còn ở bên đây thì mình có được cái dây bí đao chanh nè. Đó, cái gốc nó ngay đây. Và mình cho nó leo lên vàng. Bây giờ là nó đang mọc cũng rất là tươi tốt, nhưng mà mình chưa thấy nó ra trái nha cả nhà. Đó. Còn ngay cái gốc này là dưa leo trắng luôn. Dưa leo trắng chắc nó yếu quá, chắc mình sẽ nhổ mình bỏ. Hồi nãy mình cũng có hái một ít hoa đậu biếc nè cả nhà. Ở đây còn vài cái thì mình cũng sẽ hái luôn. Cái lá lốt này nè, bạn nào trồng ở Mỹ thì cứ để nó ở ngoài đất và năm sau nó mọc lại nè cả nhà. Đó. Hôm nay thì nó bắt đầu nó mọc lại nhưng mà nó không có được tốt nha cả nhà. Ở đây thì là mình năm đầu tiên mình trồng thử ớt sừng. Đó, đây là những cái cây ớt sừng. Nó hơi bị sâu. Bữa giờ trời mưa mình không có xịt thuốc xịt sâu được các cả nhà. Những cây cỏ này nè, các bạn nên phải thường xuyên nhổ không? Cái rễ nó rất là thấy ghê luôn á. Đó, rất là nhiều. Thì nó sẽ hút hết những cái chất của những cây nha. Rồi. Ở đây thì cây mình không thấy nó chưa có ra trái cả nhà ơi. Thì mình không biết là năm nay có được đậu trái hay là không nữa. Nhưng mà cái dây leo của nó thì rất là tốt. Đó, mình thấy nó rất là xanh và tươi tốt. Nho thì năm nay là năm thứ hai là nó bắt đầu nó mọc lên lại nè cả nhà. Đó. Bữa giờ vườn của mình hơi bỏ bê, mình không có nhổ cỏ nha cả nhà. Đó. Đây là hoa dừa cạn nè cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua, mình quay cái thùng sen. Năm nay nó lên được tốt hơn hồi năm ngoái nè cả nhà. Mình sẽ qua mình quay sen cho cả nhà xem nha. Ui dạ, ở đằng sau phía này hồi mấy tháng trước mình thấy có rắn cho nên đi ra đây cũng hơi sợ. Đây, ô bữa nay sen nó sau vài trận mưa thì nó lên rất là tốt nè. Đó. Chưa ra bông nha cả nhà. Chưa có được bông. Ở trong cái thùng này mình có để một cái gốc hoa súng mình mua ở chợ Lô quá cả nhà. Thì mình cũng đó, mình thấy nó có lá. Cái lá đỏ đỏ đó là hoa súng, là lá của cây súng á, nhưng mà mình thấy nó không lên. Bên đây là cái trái blackberry nè cả nhà. Đó. Đây. Nó nhìn rất là đẹp ha. Nó màu đỏ là nó chưa có chín nha cả nhà. Khi mình đây, nó có trái này nó to nè. Đó. Có cái trái này nó to. Đó. Cái bụi này thì mỗi lần mình hái nó
chỉ được có hai đợt trước thì mình hái được một nắm tay, tại vì mình trồng ở trong chậu á, đó, cho nên mỗi lần nó ra nó cũng không có ra được nhiều lắm. Ở đây thì mình trồng hoa vạn thọ, đó, để cho nó đừng có muỗi, mà sao mình vẫn thấy ở ngoài vườn mình nó vẫn có muỗi rất là nhiều luôn á. Rồi dâu thì nó hết mùa rồi cả nhà ơi, khi mà nó mới vô tháng mùa xuân á, cỡ tháng 3, tháng 4 á thì nó ra trái to rất là ngon. Ở trong đây thì mình có trồng một ít khoai tây. Khoai tây hình như màu vàng á, cái loại nhỏ á, chứ không phải cái loại to. Và ở bên đây là ôi trời ơi, cái chậu bông giấy của mình bữa nay cỏ nó quá, leo vô quá chừng trời luôn. Đây, ở đây thì mình có trồng được hoa hướng dương nè cả nhà. Đó, năm nay thì cái loại này nó to, để mình xem coi này, cái bông này nó đã héo rồi nè, thì mình muốn trồng loại to này để mình lấy hộp á cả nhà. Đó, nó cũng rất là to, chừng nào nó có hộp mình cũng sẽ làm video cho cả nhà đó. Bên này cái này nó cũng rất là to nè, cái bàn tay của mình nè. Đó, thì cũng mong là năm nay mình sẽ có hộp hướng dương để mà mình ăn, hoặc là mình lấy giống lại để mà mình trồng. Đó, cây hồng thì năm nay nó ra rất là nhiều trái, nhưng mà sao nó cứ rụng miết, và nó rụng hết rồi cả nhà ơi, nó chỉ còn được vài trái thôi à. Đây, đó, ở đây thì một cái vòng mình trồng hoa, cỏ dại nó cũng lên quá trời luôn cả nhà ơi. À, mình rải hạt hoa vạn thọ nó cũng lên được nhiều nè. Lily thì nó hết mùa rồi. Bên đây hẹ, bữa giờ mình cũng không ăn hẹ nè, bên đây nó cũng cao rồi, cũng cao rồi, bữa nào mình hái vô mình nấu canh. Còn ở bên đây á, thì mình trồng tía tô mình có ba loại nha cả nhà. Hai cái loại màu xanh á, thì một loại là cái lá nó quăng nhiều hơn là cái loại kia thì nó không có quăng. Với lại mình có trồng cái loại màu tím nữa, ba loại. Bên này rau dền sau mấy năm nay mình trồng á, nó không được tốt cả nhà. Đây, rau dền đỏ đó, rau dền đỏ bị sâu quá chừng trời luôn, chắc cũng phải hái một ít để mình vô nấu với mồng tơi luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ nhờ Út cắt cho mẹ cây rau dền đỏ đi con. Cái này là cây thanh long, coi chừng nó có gai á. Rồi bây giờ con cắt tới đây thôi, cắt tới đây. Mẹ mua cái đó rồi không? Mẹ mua cái này hả? Thanh long. Rồi thanh long thì mình mới trồng hồi lúc mùa đông hồi năm ngoái. Y con lizard chị đã nuôi. Đó, nó nhỏ xíu kìa. À, mẹ sợ quá. Thôi thấy gì hết tao. Đó, thấy nó không? Ok rồi, cắt cao. Thôi coi rồi. Rồi kệ nó đi rồi, bây giờ con cắt mấy cái cây cao cao. Yeah, đúng rồi. Queen cut. Rồi, cắt hết mấy cái cây cao cao cho mẹ đi. Yeah. Cái cây mà màu xanh giống cái lá màu đỏ đó, nhổ bỏ đi, mẹ không thích ăn cái cây màu xanh. Đó, cây màu xanh đó. Ừ. Yeah, đúng rồi, cắt vậy đi, đúng rồi. Cái cây màu xanh cắt luôn đi, cắt ngang. Ừ, đừng có nhổ bỏ. Rồi. No. Ok, cắt hết mấy cây đỏ cho mẹ đi. Nè cả nhà, cái lá tía tô cái loại này nhìn nó đẹp ghê luôn nè. Đó, mình trồng năm nay mình trồng năm đầu tiên, chưa có ăn thử luôn nha cả nhà. Để bữa nào mình ra sau vườn mình nướng thịt á, xong rồi mình cắt cái lá này mình quấn mình nướng thịt coi coi nó ngon không nha. Rồi chưa con? Dạ. Cắt hết luôn đi, mấy cây nhỏ cắt luôn để cho nó lên cái mới mình ăn nha. Đây là thành quả một ngày thu hoạch của hai mẹ con. Hello. Rồi mình sẽ đi sơ qua một vài thứ mình thu hoạch hôm nay nha cả nhà. Cái này là rau mồng tơi tím.
2, 4, 6, 7 trái dưa leo trắng. 2 trái bầu. 2 trái bầu bầu sao này, chắc là bầu cái này nó để là bầu thiên nga. Bầu con ngỗng. Một ít đậu ve. Hoa đậu biếc. Ớt ớt hiểm nè cả nhà. Vài trái ấy. Đậu bắp. Mồng tơi thì mình sẽ nấu với lại rau dền đỏ này nha. Mồng tơi tím với lại rau dền đỏ. Một rổ cà, 2-3 loại cà. Rồi, video của mình tới đây cũng hết nha cả nhà. Nếu cả nhà thích một cái khu vườn nhỏ, khu vườn của gia đình mình, xin cho mình xin một like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Bye bye.